Xin mời những anh chị em tiếp theo, những câu chuyện tiếp theo, những tình huống tiếp theo nào. Tôi ạ, à, bạn Trạng ạ. Dạ, xin mời chị Trạng. À, dạ vâng, chào chủ Zoom. Tôi cũng là người mới thì rất vinh dự được đứa em gái Triệu Thị mới ạ, giới thiệu vào xem Zoom. À, thì bây giờ tôi muốn hỏi xem Zoom anh chị nào có kết quả dùng về ngứa viêm da đấy ạ. Hiện tại bây giờ tôi đang bị mạc. Mỗi khi mình ăn đồ tanh nhá, xong là bị ngứa hết cả cái mặt với lại ở dưới phần bụng, vòng bụng đấy ạ. Vâng, vào Zoom tôi xin hỏi xem anh chị nào có thể chia sẻ về cái kết quả về viêm da thì có thể cho tôi kết quả. Ơn câu hỏi của chị Trần. Chị Trần có thể cho em hỏi là chị bị cái vấn đề viêm da như vậy lâu chưa? Được một năm rồi ạ. Gọi là À hơn dạ. năm. Vâng, ok chị. Trong 1 năm qua thì chị có dùng cái sản phẩm gì để hỗ trợ điều trị hay là để điều trị không chị? Thì bình thường thì nếu mà thấy ngứa thì cũng đi vào hiệu thuốc mua cái thuốc viêm da kia về bôi bôi xong nó lại khỏi khỏi xong cứ mỗi khi mình ăn chất tanh xong à nó lại nổi lên. Và ok chị. Thì cái vấn đề mà viêm da ấy nó sẽ liên quan đến, hay là các cái vấn đề dị ứng ấy thì nó liên quan đến hệ bạch huyết và nó liên quan đến chức năng gan. Chính vì vậy mà chị muốn giải quyết tận gốc cái vấn đề viêm da của chị ấy, thì đối với dòng sản phẩm Siri ấy, đó nó giúp cho chị thanh lọc cái hệ bạch huyết này, đồng thời là nó sẽ tăng cường cái chức năng gan, và khi mà chức năng gan nó khỏe mạnh ấy, nó mới làm cái nhiệm vụ đó là thanh lọc độc tố được, và nó mới giúp cho chị giải quyết tận gốc cái bệnh gọi là viêm da cơ địa như vậy được chị nhá. Thì bây giờ em sẽ mời một anh chị em ở trên Zoom mà chúng ta đã có kết quả về viêm da cơ địa hay là chúng ta có cái kết quả về dị ứng ấy, chúng ta có thể bật mic Tôi Đào chia sẻ. Duyên. Xin mời Đào Duyên. Vâng, em xin chào anh Phạm Duy. Em xin được hỗ trợ bác về cái bệnh ngứa ạ. Bản thân cháu thì là cháu quên là Đào Duyên, cháu ở Thái Bình. Năm nay cháu sinh năm 87. Cháu hiện tại là đang bị Covid nên là cháu nói cũng hơi bị hụt hơi một chút. Nên là cháu sẽ nói chậm cho bác hiểu ạ. Cháu thì bản thân cháu thì bị bệnh dị ứng đấy. Cháu thì cháu đi khám thì mọi người chỉ bảo cháu là bị dị ứng cơ địa thôi, nhưng mà bản thân cháu thì bị dị ứng cách đây chắc là cũng phải gần 25 rồi, từ lúc mà cháu bắt đầu học cấp 2 đấy. Là mỗi buổi sáng là cháu đi học ấy thì là cứ bị ngừa, trời về mùa đông lúc đấy thì chỉ bị dị ứng về là rét với lại mùa đông thôi, thì là đến lớp là cứ tịt hết chân tay với cổ lên, thì cứ phải ở trong đấy ủ ấm khoảng đến khoảng gần 1 tiếng sau thì bắt đầu nó mới dịu lại. Thì đấy là cái lúc mà cháu bị, từ nhỏ là lúc mùa đông là lúc nào cháu cũng bị ngứa về mùa đông như vậy. Nhưng mà khi lớn lên ấy thì là bắt đầu đến học đại học đấy thì bắt đầu là không chỉ mùa đông đâu mà kể cả mùa hè này. Khi mà cháu ví dụ mà cháu mà làm việc mệt nhọc một tí hay là mồ hôi của cháu nó ra ấy là cháu cũng lại bị ngứa mẩn hết cả người lên rồi. Thế nên là khi và đến cái lúc mà cháu sinh xong ấy thì là nó lại không phải nào cả ấy, mà lúc nào mỗi lần mà cháu bị ngứa là cháu phải bị liền đến khoảng 2 3 tháng, có nghĩa là cháu phải uống cái thuốc dị ứng của cháu viên vàng ấy. Đầu tiên thì cứ mỗi ngày 2 viên thôi, nhưng mà đến lúc lần nhiều lên thì nó cứ phải 4 viên, và thậm chí là có những đêm mà cháu đang cho con ngủ ấy thì cháu cũng phải dậy dậy cho con bú à, cũng phải dậy uống đấy. Thế là cái bệnh ngứa của cháu biết là cháu bị càng ngày càng nhiều, nhưng mà mỗi lần cháu đi khám ở viện thì người ta cũng chỉ kê cho thuốc dị ứng bảo con ngứa thì là uống cái thuốc đấy thôi, chứ còn cũng không có cái bệnh gì, kiểm tra cái chức năng thì cũng không phải gì, người ta chỉ kết toán là viêm da do thời tiết thôi, dị ứng do thời tiết đấy thôi, chứ còn chẳng biết là cháu bị bệnh gì cả. Thế nhưng mà từ khi mà cháu biết đến cái sản phẩm của Siri đấy, là cháu đẻ em bé thứ ba xong ấy, do chị Nguyên Liễu chia sẻ cho cháu, thì lúc đấy là cháu cũng đang bị ngứa rất là nhiều. Thế là cháu mới dùng, đầu tiên thì cháu cũng chỉ dùng cái sản phẩm Ba San để bôi thôi.
Thì cháu cũng nghĩ là cháu đang có con nhỏ, nhưng chị bảo là con nhỏ cũng dùng được, thế là cháu dùng Novamin. Và khi cháu dùng thì cháu về sau cháu lại quyết tâm cháu dùng cả liệu trình, có nghĩa là cháu đặt hết vì cháu vẫn còn ngứa, lúc đấy cháu dùng nó cũng vẫn ngứa đấy. Cháu dùng với cháu đặt hết một liệu trình, thì cháu dùng theo liệu trình thì cháu dùng đến tháng thứ tư thì bắt đầu cái hiện tượng ngứa của cháu là từ lúc đấy đến giờ là không còn nữa, có nghĩa là sang cái tháng thứ năm là bắt đầu cái triệu chứng ngứa của cháu hết. Còn trong 4 tháng mà cháu sử dụng đấy thì cũng có những cái ngày mà nó không bị ngứa, có nghĩa là cái cường độ của cháu ngứa nó giảm đi, có nghĩa là khoảng 1 tuần hoặc 2 tuần nó lại phát lên, nhưng mỗi lần nó phát lên thì nó còn bị nặng hơn những cái lần trước cháu ngứa nữa. Nhưng mà cháu bôi dầu ba sam thì khoảng 20 phút sau, 1 tiếng sau là nó không có ngứa, cháu không phải gãi nữa. Và cháu và một khoảng 2 tiếng sau nữa là nó tịt hết đi, và cứ ngày nào cháu cũng bị như thế. Nên cháu cứ chịu khó bôi dầu ba sa mới uống sản phẩm của CBD đúng đủ đều, thì sau 4 tháng là từ hồi đấy cái mùa đông vừa rồi là cháu cảm thấy rất là hạnh phúc vì cháu không bị ngứa nữa. Nên là bác mà biết đến cái sản phẩm CBD này và có người mà đã chia sẻ cho bác cái sản phẩm CBD này thì bác cứ sử dụng. Bác mới bị ngứa có 1 năm thôi nhưng mà cháu đã bị ngứa khoảng mấy chục năm nay rồi, nên là bác cứ yên tâm để sử dụng sản Rồi, phẩm của ok, CBD của con. cảm ơn Đào Duyên đã hỗ trợ chia sẻ, cho nên là chị Chặn cứ yên tâm. Chị Chặn mới bị có hơn 1 năm, trong khi đó là bạn Đào Duyên thì bị rất lâu rồi, và ngày hôm nay thì sau khi dùng 4 tháng thì kết quả rất chi là tuyệt vời. Cho nên là chị cứ tự tin liên hệ với người mà chia sẻ cho chị ấy, lên cái chương trình về viêm da dị ứng, thì chắc chắn là khi mà chị dùng thì nó giúp chị giải quyết được. Bởi chị cái thời điểm chị mới bị là mới có hơn 1 năm thôi, cho nên là chắc chắn là chị sẽ nhanh phục hồi hơn là những người mà bị lâu năm chị nhá. Rồi, cảm ơn Đào Duyên. Xin mời anh Nguyễn Tìn. Kính chào chủ Zoom, kính chào mọi người trong Zoom. Tôi hỗ trợ cho chị Bàn Thị Chặt, chị Bàn Thị Chặt đúng Dạ đúng không ạ? rồi ạ. Về trường hợp viêm da, viêm 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 da cơ địa, tôi thì có ông bố đẻ cho tôi năm nay đã 88 tuổi, thì ông bị ngứa, bị cái bệnh viêm da cơ địa, tức là bị ngứa đấy, khoảng 2 năm. Thế thì là đi tất cả các bệnh viện đấy, rồi đi đi tiêm ngoài những mũi tiêm là cỡ đến 300.000 nhưng mà không khỏi. Sau đó thì tôi thì chia sẻ và trao lại cho tôi, trao trao cho tôi một cái chai dầu Ba San. Lúc đấy thì tôi chưa vào Zoom và tôi cũng chưa cộng tác với tập đoàn CVD. Thế thì làm nhưng mà bởi vì là tôi thấy là cái dầu đó tôi có xem qua thì cứ động viên cho ông dùng. Thế sau khi ông dùng 3 tháng thì ông bảo ôi tao đi khắp các bệnh viện đâu đó rồi đó, thì mà dùng bao nhiêu, thậm chí tiêm rồi cũng chẳng khỏi thì chắc cái này cũng chẳng khỏi đâu. Nhưng lúc bấy giờ thì ông dùng đã được cỡ khoảng khoảng 20 ngày rồi thì ông không thấy ngứa nữa, và da của ông này tự đẹp ra, bởi vì ông xoa khắp người rồi lại xoa lên mặt, xoa lên đầu, nó viêm da viêm cả trên đầu mà. Thế thì là ông xoa lên đầu và sau đó thì tầm cỡ tức là khoảng sau 20 ngày thì thấy ông nhẵn đẹp và nhẵn mặt da nhẵn thì đẹp lên lúc nào không biết. Thế như vậy là tôi có chia sẻ với chị Trận là lúc đó tôi cũng chưa dùng Romin hoặc là chưa dùng bộ ba thanh chưa dùng gì cả. Thế nhưng mà ông đã khỏi như thế rồi, sau đó thì vào Zoom và tôi tiếp tục được tiếp nhận và dùng cho ông một liệu trình, trong đó có cả Novomin này, thế rồi xương khớp này, thế rồi trà 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 này, trà số 3, trà số 7 này, vân vân. Thế thì bây giờ là ông ăn rất tốt này, da rẻ đẹp này, và thậm chí là ông không thấy kêu đau xương nữa. Như vậy là ngoài cái việc mà là chăm sóc ông, thế rồi giúp giúp ông để giải quyết cái việc cái bệnh bệnh viêm da, thì cuối cùng là được rất là nhiều giá trị của các bệnh khác. Thế cho nên là chị yên tâm là chưa đến lúc, chưa cần phải dùng nhiều lắm, chỉ cứ dùng dầu ba sa là dấu hiệu sẽ thuyên giảm và khỏi lúc nào không biết. Cảm ơn chủ Zoom đã cho tôi chia sẻ và cảm ơn mọi người trong Zoom. Xin cảm ơn ạ. Rất chi là tuyệt vời, chúc mừng cái kết quả vô cùng tuyệt vời của gia đình anh Nguyễn Thìn. Và chúng ta thấy rằng là đó, cái chai dầu Ba San mà anh chị em chúng ta chỉ cần vào cái trang web, chúng ta đặt sản phẩm vào trang cá nhân của chúng ta,
thì chúng ta thấy cái dòng chữ gọi là huyền thoại Ba San, đúng không ạ? Anh chị em nào có để ý không ạ? Chúng ta thấy cái chữ là huyền thoại Ba San, cái dầu Ba San có thể nói là nhiều anh chị em chúng ta dùng và chúng ta thấy nó có rất nhiều công dụng, và chúng ta thường gọi là thần dược của Siberia. Đó, cho nên là khi mà bị cái vấn đề về viêm da hay là dị ứng, chúng ta kết hợp bôi dầu Ba San ở phía ngoài thì nó cũng rất chi là hiệu quả rồi. Và nếu như mà chúng ta kết hợp uống bên trong nó, bởi vì là cái vấn đề viêm da cơ địa và dị ứng là nó như lúc nãy gì nói là liên quan đến đường máu và có thể là chức năng gan của chúng ta kém, cho nên là chúng ta muốn giải quyết tận gốc là chúng ta phải uống sản phẩm bên trong. À, vậy thì như anh Thìn vừa mới chia sẻ đó, cái sản phẩm siêu đi nãy gì cũng chia sẻ phần đầu, đúng không ạ? Đó là nó giải quyết gốc rễ vấn đề, nguyên nhân sinh ra bệnh. Cho nên là khi mà dùng một vấn đề thôi thì tất cả các cái vấn đề sức khỏe khác nó đều cải thiện hết. Đó, cho nên là cái sự độc đáo của Siberia nó nằm ở chỗ đó. À, cảm ơn anh Thìn đã hỗ trợ.